Chúng ta sử dụng Selenium để chạy test một trang web. Thì bây giờ đang có gặp một chút vấn đề liên quan đến phiên bản của cái thiết bị mình đang chạy, ví dụ như Chrome. Chrome ở đây các bạn sẽ có là phiên bản này là Chrome chúng ta cài là phiên bản mới, rồi một cái nữa là cái phiên bản này là phiên bản mới ha, 1.22 64 bit. Như vậy thì để mà chạy được phù hợp với cái Chrome này á thì chúng ta phải có cái web driver nó phải phù hợp, nó tương ứng ở đây. À, như vậy thì chúng ta phải tải được cái Chrome 64 này về. À, thì mình đã tìm được một cái link của một cái trang web của Google Chrome và cho khá là đầy đủ các cái phiên bản ở đây. Và ở phía dưới này thì có phiên bản của Chrome và phiên bản của Rise. À, như vậy thì các bạn giả sử như các bạn dùng Chrome 64 thì bạn tải cái này về cài trên máy mình, và bạn tải cái Chrome Rise 64 là cái này, thì nó sẽ tương thích. Và sau khi mà chúng ta có được cái tài nguyên tương thích là chúng ta có cái Chrome mới và cái Chrome driver mới 64, thì tôi giải nén ra đây. Rồi, và một cái nữa là tôi đang tải cái Selenium 18. Trước đây là xài cái 4.8, bây giờ là 4.18 là cái Selenium mới nè. Và nó có một cái server mới luôn ha. Đây là ba cái file mới. Và đối với dự án này thì cũng bình thường thôi các bạn. Chúng ta tạo ra dự án Maven thì trong này chúng ta sẽ chỉ đến cái TestNG 7.4, và ở bên trong này chúng ta sẽ chọn build config và chúng ta add mấy cái thư viện vào. Như vậy cái thư viện mà chúng ta chọn add essence.sa, như vậy mình sẽ add cái gì? Thứ nhất là Selenium Java 4.18, rồi Selenium 4.18, ok, ở trong này nè, đầy đủ ha. Như vậy nó có hai file. Đây, một cái Selenium 4.18 và 4.18 Java, và một cái nữa là server 4.18, nó đồng bộ ba cái này. Mình add vào thư viện. Sau đó thì mình add tất cả những cái file trong cái clip này vào dự án của mình. Như vậy là chúng ta đã chuẩn bị thư viện. Ở phần code của chúng ta thì khá là đơn giản. Chúng ta sẽ đặt một cái property, nó sẽ chỉ đến cái web driver của Chrome và chỉ cái đường dẫn đến cái chỗ mà mình lưu cái file hồi nãy mình lưu là Chrome driver 64 đó. Và cái thứ hai là mình lấy một cái class là web driver là từ Chrome. Chúng ta đang thử làm bài đầu tiên là chúng ta mở trang web này lên. Mở trang web lên ha, lấy cái đường dẫn xong mở trang web lên. Và chúng ta sẽ biết trước rằng trang web này là VN Express, nó sẽ trả về cái title của web là gì. Thì chúng ta sẽ thử write cái title mà chúng ta nhận được từ trên cái website của mình là gì. Sau đó thì chúng ta so sánh giữa cái title mà chúng ta kỳ vọng và cái title mà mình get được trên web. Nếu mà đúng thì cho chúng ta kết quả và chúng ta đóng cái driver này lại. Rồi chúng ta chạy thử run. Rồi web driver đã can thiệp vào được Chrome, chạy được trang web, lấy được dữ liệu. Rồi và sau khi lấy được dữ liệu xong thì cái driver của chúng ta đã đóng và chúng ta đã lấy được ở đây. Ok. Chúng ta đã run một batch một. Đây, cái title chúng ta đã lấy xuống, được chưa nào? Title chúng ta đã lấy xuống. Và chúng ta sẽ coi cái phần report
Index. Rồi, trong phần report của chúng ta đã bắt ha, một cái phương thức đã bắt, và chúng ta có thể là xem cái phần kết quả đó, test case của chúng ta đã bắt. Nếu các bạn muốn cụ thể hơn thì các bạn sẽ ra đây, các bạn sẽ mở cái trang report ha, report ở đây. Thì chúng ta đã có cái poly new test, và phương thức mình để phương thức mặc định là F, và nó có tổng thời gian là 8011 mili giây. Nó đã test và chúng ta đã test bắt. Đó, như vậy thì các bạn thấy là cái Selenium đầu tiên mà mình ví dụ để cho các bạn không có bị lỗi về cái phần driver, thì các bạn chú ý đến cái đường dẫn tải cái Chrome và cái driver phù hợp. Đường dẫn này mình sẽ để ở dưới cái link của video, và các bạn xem video có thể là tìm cái đường link ở dưới để tải Chrome và driver cho nó phù hợp. Tương tự như vậy thì chúng ta có thể tìm cái trang hỗ trợ support của Microsoft Edge hoặc là Cockpit vân vân, để chúng ta cũng có những cái tương thích. Và nếu như video hỗ trợ các bạn tốt trong quá trình học tập cũng như làm việc thì cho xin một like, một share. Thank you các bạn.